Evan là một người đàn ông may mắn, anh có một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn luôn vâng lời bố mẹ. Vợ anh cũng là một người tài giỏi, cô ấy là thợ điêu khắc có tiếng, hàng chục năm qua cô đã làm ra được rất nhiều tác phẩm để đời. Hôm nay gia đình họ sẽ đi nghỉ mát vài ngày, nhưng do vừa bị chấn thương ở vai nên Evan đã phải ở nhà, vì thế mà chỉ có vợ và con anh đi cùng nhau. Buổi tối trời đột nhiên đổ mưa lớn, mặc dù ở nhà một mình cũng buồn, nhưng bù lại anh sẽ có không gian yên tĩnh để làm việc. Đến nửa đêm đã có ai đó gõ cửa nhà anh, đó là hai cô gái tên Hannah và Belle, họ đang tìm đường đến nhà bạn nhưng bị lạc. Mưa cũng làm ướt hết và hỏng điện thoại của họ, vì thế mà họ đã xin Evan cho mình trú ở tạm nhà anh, và tất nhiên là anh đã đồng ý. Anh còn lịch sự lấy khăn tắm để họ lau không người. Lúc này họ đã mượn điện thoại của Evan để liên lạc với bạn và hỏi được địa chỉ chính xác để đến đó. Evan cũng giúp họ gọi một chiếc taxi, nhưng trời đang mưa vì thế mà phải 40 phút nữa taxi mới đến đón hai người đi được. Không thể ở mãi trong bộ quần áo ướt sũng, nên Evan đã lấy cho họ một bộ đồ ngủ để mặc tạm, rồi anh còn đem quần áo ướt đi lấy hộ họ. Cứ tưởng hai cô nàng đó sẽ cảm thấy ngại ngùng khi vào nhà người khác, ai ngờ khi Evan quay ra thì họ đã vui đùa nhảy múa trong phòng khách. Không dừng lại ở đó, hai người họ còn cố tình gần gũi cơ thể với anh, nhưng mỗi lần đó anh đều tránh né, vì anh chỉ một lòng chung thủy với vợ của mình. Nhưng hai cô gái đó không hề biết điều, anh cứ chạy đi đâu thì họ lại cố tình bám theo đến đó. Và nói về những vấn đề nhạy cảm, mỗi lần đó Evan đều tránh né và nói sang một câu chuyện khác, nhưng chỉ được vài câu thì họ đã vào thẳng vấn đề, đó là hai người muốn quan hệ với Evan, nhưng Evan liền từ chối, vì cho dù như nào anh cũng sẽ không phản bội vợ con. Kiểm tra thì chỉ còn 5 phút nữa thì taxi sẽ đến nơi. Lúc này Belle đã đi vệ sinh, chỉ còn một mình Hannah cùng với Evan ở phòng khách. Cô ta lại tiếp tục cám dỗ Evan, dùng cơ thể ngọt nước của mình để mê hoặc anh, suýt chút nữa thì Evan đã không thể cưỡng lại được. Cũng may anh vẫn đủ tỉnh táo để từ chối Hannah. Đúng lúc này taxi cũng đã đến nơi, nhưng hai cô gái đó thay quần áo mãi không xong. Evan đứng ngoài nhà tắm gọi nhưng không ai trả lời. Anh chỉ còn một cách đó là đẩy cửa đi vào nhà tắm. Nhưng lúc này hai cô gái đó đã lột sạch đồ trên cơ thể mình, rồi lại dụ dỗ Evan thêm một lần nữa. Mặc dù liên mồm nói mình không muốn, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể cưỡng lại được. Rồi ba người đã làm tình cùng nhau trong nhà của Evan. Taxi đợi mãi không thấy đâu nên cũng đã rời đi. Và dường như là mọi chuyện xảy ra đêm nay đều là kế hoạch của hai cô gái này. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Evan không còn thấy họ đâu, cứ nghĩ là họ đã rời đi. Ai ngờ đến khi đi vào kiểm tra thì hai người họ đang ở trong bếp, bắt đầu phá tanh bành ngôi nhà của anh. Như kiểu đây là nhà của họ, thích làm gì thì làm. Thấy vậy Evan không thể chịu đựng được nữa, rồi anh đã yêu cầu để anh chở hai người họ về. Nhưng rồi họ đã thẳng thừng từ chối và nói sẽ ở đây đến hết đời. Đúng xế lúc này vợ anh đã gọi video về kiểm tra, vì thế anh đã phải chạy ra ngoài nghe điện thoại, còn hai cô gái kia thì cứ trêu tức anh. Cũng may cô vợ không phát hiện ra, đến khi đi vào trong thì hai cô gái đó đang vẽ bậy lên tác phẩm điêu khắc của vợ. Điều này đã hoàn toàn chọc tức Evan, anh dọa nếu họ không rời đi thì anh sẽ gọi cảnh sát, nhưng không ngờ anh lại bị họ dọa ngược lại, đó là cả hai cô đều chưa đủ 18 tuổi. Giờ mà cảnh sát biết về chuyện đêm qua thì anh sẽ phải ngồi tù mọt gông vì tội quan hệ với người dưới 18 tuổi, vì thế mà anh cũng đành phải nhịn lần này. Đúng lúc này bác sĩ đã đến để chữa trị bên vai bị đau cho anh, nhưng khi Evan ra tiếp thì Belle cũng đã đi theo. Làm cô bác sĩ đó cho rằng Evan là một người đàn ông tồi phản bội vợ, vì thế mà cô bác sĩ đã rời đi trong thất vọng. Điều này lại chọc tức Evan thêm một lần nữa, rồi anh đã dọa nếu hai cô không rời đi thì anh sẽ báo cảnh sát bắt hai cô về tội đột nhập nhà người khác. Thấy anh định làm thật, hai cô gái đó cũng đành đồng ý rời đi. Thế là Evan đã lái xe chở họ về nhà. Sau khi đuổi được hai cô gái đó đi thì đến công việc dọn dẹp. Anh đã dọn sạch mọi dấu vết của hai cô gái đó để lại, để khi vợ trở về sẽ không thể phát hiện ra. Cứ tưởng là đã thoát được khỏi hai con điên đó, ai ngờ đến tối khi anh đang làm việc thì đã nghe bên ngoài có tiếng động. Ra kiểm tra thì bức ảnh chụp gia đình anh đã bị rơi vỡ. Đến khi anh cúi xuống kiểm tra thì đã bị ai đó đánh ngất. Thì ra đó vẫn là hai cô gái hôm qua đã quay lại đây. Đến khi Evan tỉnh lại thì anh đã bị trói chặt trên giường. Hannah đã mặc bộ váy của con gái Evan rồi đứng trước mặt anh. Điều này làm anh vô cùng khó chịu. Không những thế mà cô ấy còn gọi anh là bố, rồi còn leo lên ngồi trên bụng anh, liên tục tát vào mặt anh nhiều cái. Evan cầu xin hai người thả mình ra, nhưng hai người không hề quan tâm, rồi ép anh quan hệ với mình bằng tư cách bố con, rồi còn quay lại cảnh đó dự định sẽ gửi cho vợ anh xem. Nhưng anh đã dùng hết sức để thoát ra khỏi sợi dây, đánh bay Hannah xuống dưới, rồi tự cởi trói cho mình, sau đó chạy ra dí chặt Belle vào tường. Nhưng đã bị cô ta cầm chiếc dĩa cắm vào vết thương ở bả vai của anh, làm anh đau đớn đến ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì anh đã bị trói chặt trên ghế, rồi họ đã đeo cho anh một chiếc tai nghe và ép anh chơi trò chơi hỏi thật trả lời thật.
Chỉ cần anh trả lời sai thì họ sẽ bật nhạc to lên để hành hạ anh, và cho dù anh có trả lời đúng thì kết quả vẫn là bị họ hành hạ. Như kiểu hai cô gái này đang trừng phạt anh về một tội lỗi nào đó. Đúng lúc này anh bạn thân đã đến nhà Evan. Anh ta đến để lấy bức tượng của vợ anh đến buổi triển lãm. Thấy thế, Hannah đã nhét một miếng rẻ vào mồm Evan rồi nhốt anh vào trong phòng. Còn Belle sẽ ra tiếp anh bạn kia. Cô đã nói mình là cháu gái và Evan đang vắng nhà. Ban đầu Louis có chút tin, nhưng khi thấy tác phẩm điêu khắc bị vấy bẩn, anh đã nghi ngờ hai cô gái này là kẻ đột nhập nhà. Thấy sắp bị phát hiện, Belle lại định dùng mỹ nhân kế, nhưng Louis không hề mắc bẫy của hai người họ. Đến khi anh đi vào nhà kiểm tra thì phát hiện Evan đang bị nhốt, nhưng khi đang định cởi trói cho Evan thì hai cô gái kia bắt đầu đập phá tác phẩm quan trọng nhất trong nhà anh. Vì thế mà Louis đã bỏ Evan ở lại để chạy ra ngăn cản hai cô gái đó. Để rồi trong lúc giằng co, Louis đã trượt chân ngã đập đầu vào đá chết tươi. Điều này làm hai cô gái đó vô cùng vui mừng, còn Evan thì lại vô cùng đau buồn. Lúc này hai cô gái cũng bắt đầu xử lý cái xác của Louis. Họ đã bọc báo quanh cái xác đó, rồi quét một lớp keo thật dày bên ngoài để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó thì cho lên thùng xe để gửi đến buổi triển lãm, rồi lấy điện thoại của Kevin nhắn tin vào điện thoại của Louis. Nội dung tin nhắn là một cuộc cãi vã. Làm như thế thì cảnh sát sẽ nghi ngờ là Evan là người giết Louis. Lúc này Evan đã nhớ mình đang giấu một khẩu súng ở bên trong chiếc màu đỏ. Dì lấy được nó là sẽ có cơ hội phản kháng. Thế là anh đã cố tình đập vào kệ để cho chiếc lọ rơi xuống. Nhưng chưa thành công thì hai cô gái kia đã quay lại. Quá bực tức, anh đã chửi họ là hai kẻ giết người. Để rồi hai cô gái đó đã chỉ trích lại anh, nói anh là kẻ phản bội không yêu vợ con, vì thế anh đáng phải bị trừng phạt. Thì ra hai người họ là những cô gái chuyên đi tìm kiếm những người đàn ông yêu thương vợ con, rồi thử lòng trung thành của người đàn ông đó. Vì thế khi Evan không qua được thử thách thì anh sẽ bị hai người họ trừng phạt. Nhân lúc nửa đêm hàng xóm đi ngủ hết, hai cô gái đã tranh thủ đào một hố ở sân vườn nhà Evan, dự định sẽ chôn sống anh ở đó. Cũng vào lúc đó Evan đã phát hiện điện thoại của mình đang ở bên cạnh, thế là anh đã dùng chân để bấm điện thoại gọi cho vợ. Nhưng chưa kịp gọi thì đã bị hai cô gái đó phát hiện ra. Đến bây giờ anh mới biết được sự thật, rằng mình đã bị hai cô gái này theo dõi từ lâu. Cô ta đã tiếp cận con gái của anh ở trường học, từ đó biết được mọi thứ trong nhà anh. Vì thế mà họ mới đến đây đúng lúc vợ con anh đi vắng. Sau đó hai người lại quay ra hành hại Vern. Họ đã úp một miếng nhựa lên đầu, rồi cắt cho anh kiểu tóc đầu cắt moi. Sau đó hai người họ lại đi phá phách khắp nhà Evan, phá hỏng mọi tác phẩm nghệ thuật mà hai vợ chồng anh yêu quý nhất. Để rồi trong lúc đó họ đã phát hiện ra khẩu súng của anh giấu trong bình sứ. Thế là họ lại chơi với anh một trò chơi, đó là trong vòng 30 giây anh phải tìm được chỗ ẩn náu, nếu không thì anh sẽ bị bắn chết. Ngay khi ra lệnh trò chơi bắt đầu, Evan liền bỏ chạy ra ngoài, nhưng đen đủi là anh đã bị vấp phải thanh sắt ngã lăn ra đất. Để rồi anh lại bị hai người họ bắt lại, cũng may họ không bắn anh luôn. Nhưng sáng hôm sau họ đã đẩy anh ra sau vườn. Sau khi bị lăn vài vòng dưới đất thì anh đã bị đẩy xuống cái hố hai người họ đã đào. Cứ tưởng họ sẽ vùi anh sâu bên dưới lòng đất, ai ngờ họ vẫn cho cái đầu của anh thò lên trên. Họ sẽ chỉ chôn phần cơ thể của anh, còn phần đầu sẽ để bên trên vì họ không muốn giết người. Mặc dù liên tục cầu cứu, nhưng hôm nay là cuối tuần nên hàng xóm đã đi nghỉ mát hết, vì thế mà không có ai phát hiện và cứu lấy anh. Lúc này Belle đã cầm bia mộ lên, dự định sẽ đập nó thẳng vào đầu rồi làm bia mộ cho anh luôn. Nhưng cuối cùng cô ấy chỉ đập bên cạnh để dọa anh, cảm thấy hành hạ anh đến đây là đủ, nên họ đã tha cho anh, rồi lại tiếp tục đi tìm những người đàn ông phản bội khác, rồi lại làm mọi thứ như họ đã làm với Evan. Đến khi vợ con đi nghỉ mát trở về thì đã thấy ngôi nhà biến thành một bãi chiến trường. Không biết vợ anh sẽ bỏ qua cho anh lần này hay không? Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!